đâu không được. Đó cái cậu đi quẹo cũng lan lan gì đó, đi đi kiếm lan. Lan nè. Bên cũng lan đầy bên. Bên kia cây giống. Tại giờ họ ở đâu? Bên ngay đi à, bên công ty phần mềm anh Trung anh ơi. Dương Chí Thiện. Đây mấy bạn muốn mua phân bón vô đây liên hệ Dương Chí Thiện. Vincom Center luôn. Lê Thánh Tùng quận 1. Văn phòng, thuê văn phòng. Anh giới thiệu một số dòng sản phẩm của bên mình đi anh. Dòng sản phẩm của mình á, thì đa số là các hàng sản phẩm là nhập khẩu từ Mỹ, ha, nhập nguyên chai. Dạ. Nhập nguyên chai thì hiện tại mình có là 4 dòng tất cả, thì 2 dòng vi sinh, 2 dòng dinh dưỡng. Thì vi sinh á, thì đầu tiên á, là, như là EMZ này á, là vi sinh của xương quanh thể. Đầu tiên là nó cải tạo đất, nâng độ pH lên, giúp chuyển hóa chất khó tan thiết giữa ta. Còn cái dòng thứ hai là dòng Biosimo này á, thì nó là vi sinh đó, thì nó nghiêng nhiều về gọi là tiêm chủng cho đất theo hướng organic, nó cũng là kiểm soát về nấm bệnh với mùa này. Và dòng thứ ba là cái dòng này thì có này là có gọi là dòng này là làm cá làm tảo nè, cái này là làm cá, thì nó bổ trợ là ví dụ là dạng phân bón lá phân gốc để mình thay cái phần phân hóa học. Thì giống như hai bên này dòng dinh dưỡng nè, hai dòng này dòng vi sinh. Còn dòng đất đang phát triển ra là dòng quế là xây dừa với đất sạch nữa đó, để nó thành một cái bộ với nhau. Còn này là một dòng cũng được. Dạ thôi hôm nay tạm dừng ở đây ha, có gì mai mình bắt đầu triển khai. Mai vẫn ở đây ha anh. Mai vẫn dây hẹn. Có thể ở đây, còn bữa nào mà xong việc thì anh lại di chuyển tiếp. Dạ. Lúc đó anh bàn giao lại mấy người khác. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi, dạ, tụi em gần. Dạ, chào anh ạ. Thank you.
trong sản xuất nông nghiệp, nhất là trong sản